Phan Văn Vĩnh từ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trở thành tội phạm của hai vụ án lớn trong ngành công an nhân dân Việt Nam. Ông Phan Văn Vĩnh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1955, là cựu trung tướng công an nhân dân Việt Nam, chính trị gia và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, nay là Tổng cục 2. Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương Việt Nam. Sau khi nghỉ hưu, ông bị tước bỏ danh hiệu Công an Nhân dân, bị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam và chịu án tù do phạm tội bảo kê đường dây đánh bạc hàng ngàn tỷ lúc đương chức. Phan Văn Vĩnh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1955 tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ngày 16 tháng 9 năm 1978, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2000, khi đang là Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, ông được Chủ tịch nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tháng 5 năm 2005, ông là Đại tá Công an nhân dân, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Ngày 25 tháng 4 năm 2007, Đại tá Phan Văn Vĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng thăng quân hàm Thiếu tướng. Từ năm 2007 đến năm 2011, Phan Văn Vĩnh là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định. Tháng 1 năm 2012, ông Phan Văn Vĩnh là Thiếu tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm Bộ Công an. Trong thời gian này, ông là trưởng ban chỉ đạo chuyên án điều tra vụ thảm sát do Lê Văn Luyện gây ra tại Bắc Giang. Phan Văn Vĩnh cũng là trưởng ban chuyên án bắt giam Bầu Kiên. Tháng 5 năm 2012, ông Phan Văn Vĩnh là Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm Bộ Công an. Từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 4 năm 2017, ông là Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam. Tháng 4 năm 2017, ông Phan Văn Vĩnh nghỉ hưu. Ngày 6 tháng 4 năm 2018, ông Phan Văn Vĩnh bị bắt giam 4 tháng vì liên quan đến đường dây đánh bạc trên Internet. Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ông Phan Văn Vĩnh, cũng như khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2018, ông Phan Văn Vĩnh bị Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên án sơ thẩm, phạt 9 năm tù và 100 triệu đồng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên Việt trên mạng Internet sau 13 ngày xét xử sơ thẩm công khai và 5 ngày nghị án. Ngày 10 tháng 9 năm 2019, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về tội ra quyết định trái pháp luật theo quy định tại khoản 2 điều 371 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Quyết định khởi tố bị can trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Về bê bối, ngày 6 tháng 4 năm 2018, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố theo điều 356 Bộ Luật Hình sự với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Vĩnh để điều tra vi phạm liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Ông Vĩnh đã ký trình một số văn bản cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ Cao CNC do Nguyễn Văn Dương, bị can cầm đầu trong đường dây đánh bạc, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, được hoạt động dưới danh nghĩa đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ông. Ông Phan Văn Vĩnh cũng bị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 10 tháng 9 năm 2019, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về tội ra quyết định trái pháp luật theo quy định tại khoản 2 điều 371 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Quyết định khởi tố bị can trên được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.